Ngày 18 tháng 10, công tác xếp dỡ các toa tàu đầu tiên trong tuyến metro dự án đường sắt đô thị số 3, đoàn nhổn ga Hà Nội được triển khai tại cảng Nam Hải Đình Vũ, thành phố Hải Phòng, sớm hơn so với dự kiến khoảng một tuần. Trước đó, đoàn tàu metro có tên gọi hành trình xanh, gồm ba màu xanh lá mạ, hồng đỏ và trắng, với biểu tượng khuê văn cát, khởi hành từ cảng đơn kết Pháp tới cảng Nam Hải Đình Vũ, Việt Nam, Đoàn tàu được thiết kế mới nhất và sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu bởi tập đoàn Alstom Cộng hòa Pháp. Dự án sử dụng tổng cộng 10 toa tàu để vận hành liên tục trên đường sắt khổ tiêu chuẩn 1435 mm. Thân xe làm từ vật liệu hợp kim nhôm có trọng lượng nhẹ, tuổi thọ cao. Mỗi đoàn tàu có khả năng chuyên chở 944 đến 1 bốn người với mật độ khoảng 6,6 đến 8 người trên mét vuông và khai thác với tốc độ thương mại 35 km/h, tốc độ thiết kế 80 km/h. Lãnh đạo ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn Ga Hà Nội sẽ khai thác thương mại trước đoạn đường trên cao dài 8,5 km vào nửa cuối năm 2021, bắt đầu từ Nhổn đến ga S8 đến Đại học Giao thông Vận tải. Riêng 4 km ngầm còn lại sẽ khai thác vào cuối năm 2022.